Vâng, chào anh em nhé. Vẫn là dòng sản phẩm quen thuộc hút bụi Dyson sử dụng pin. Model sản phẩm là V7 hoặc là FV11 các bạn nhé. Em này mình đánh mã số cho anh em tiện theo dõi, mã 27 này. Vì nên bên em rất là nhiều dòng này. Đấy, và thực ra cấu hình chung chung và kiểu dáng độ đẹp này hoàn toàn giống nhau, tầm 85-90%. Chuẩn bộ sẽ bao gồm vẫn là một body máy này, một bàn chải có motor, bàn nhung lụa hoặc bàn chải cước tùy theo. Đấy, gậy này có nhiều màu lắm các bạn nhé, có đủ các loại màu này này. Đấy, tùy anh em lựa chọn các bạn nhé. Tiếp theo vẫn là ba đầu hút đa năng, hút góc cạnh này, hút các cái thiết bật cứng đầu này, hay là hút ra thảm sofa này các bạn nhé. Thêm một adapter chạy từ 100V đến 240V rồi. Kỷ niệm cho anh em một cái kéo anh em sử dụng vệ sinh bàn chải motor và một cái giá treo anh em để treo cái máy hút bụi mình lên trên tường hay lên kệ đều được. Ở đây hai cái đầu hút anh em cắm các thiết bị này vào các bạn nhé. Giá thời điểm này rất là bình dân cho anh em, 2.500.000, và bên mình bảo hành cho anh em máy pin 3 tháng và bao ship tận nhà luôn cho anh em. Anh em ok chỉ việc cọc tiền cho mình 1-200.000, hay còn lại anh em thanh toán còn lại cho bên bưu điện các bạn nhé. Bên mình ship tận nhà hoặc là ship theo bến xe tùy vào điều kiện của anh em các bạn nhé. Thì dòng này thì là dòng thương hiệu nổi tiếng của anh em nhé. Em sử dụng dòng gia đình hút bụi, hút trên ô tô, xe khách đều được các bạn. Đấy, một tư chạy rất là khỏe luôn. Thì máy có hai chế độ cho anh em sử dụng. Với cái nhu cầu sử dụng anh em hút bụi, hút thảm, hút nhà đấy, thì em bật ở chế độ bình thường ở phía bên trái. Khi bạn muốn hút các cái vật cứng đầu, các chỗ cần tốc độ cao, trong ngóc ngách, trong ô tô ấy, thì em bật chế độ mát này lên. Thì với cái chế độ thường này, anh em sử dụng tầm 30 phút trở lên anh em nhé. Khi em bật chế độ mát thì em cần được 7-8 phút, tốc độ cao là gạt bên phải này thì máy sẽ rất là khỏe. Còn đây là gạt trong chế độ thường anh em nhé. Có hai hệ thống màng lọc, mấy cái lọc bụi ở đây. Bên mình sẽ thay mới cho anh em để anh em sử dụng và vẫn giữ nguyên một cái màng zin cho anh em, tức là cộng màng zin cộng một cái màng mới nữa anh em nhé, màng HEPA này, cái màng lọc không khí ra. Thì mình sẽ lựa những cái sản phẩm lọc đẹp như này để gửi cho anh em. Cái này thì anh em rửa xịt bụi thôi, cái này bạn rửa nước trung bình, anh em cứ thường xuyên rửa khoảng tầm 5-7 ngày em vệ sinh cho mình một lần để cái lượng không khí đi vào đi ra nó không bẩn, nó không ảnh hưởng đến motor. Dòng này là dòng motor không thổi than nhưng chạy cực kỳ bền và khỏe anh em nhé. Anh em chủ yếu là vệ sinh cho mình thì tuổi thọ của máy rất là cao. Cái Dyson này nó là dòng cao cấp đấy, nó dành chính xác là dành cho người giàu, người có tiền đấy. Bởi vì những cái sản phẩm này lúc đầu nó mới ra mắt, cái thời điểm nó ra thì nó mua được cái thời những cái dòng đấy này B7 nó từ tầm trên 10 triệu, bây giờ thì có hàng này nó xuống dưới 10 triệu rồi, tầm 7-8 triệu gì đó. Còn mình thì thời điểm bắt đầu nó ra cái đây sẽ tầm 4-5 năm đấy, khoảng 5 năm gì đấy, thì nó rất là đắt, hơn 10 mấy triệu thôi anh em. Thì bây giờ các dòng cao cấp, bây giờ có các dòng như là V15, V12, V5 thì hiện tại dòng tầm trên 20 thôi các bạn nhé. Đấy, thì về lâu càng ngày thì nó sẽ, hàng bãi sẽ giảm, nó rẻ hơn so với giá anh em hàng mới lưu. Còn mọi chức năng vẫn hoàn hảo cho anh em. Ok các bạn nhé, anh em cần sản phẩm alo 0979 665 264.